Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn quy trình vệ sinh và kiểm tra điện áp của ắc quy dùng cho máy phát điện dự phòng. Dự án được sử dụng 3 máy phát điện dự phòng hiệu Kohler với mục đích cung cấp nguồn điện dự phòng khi nguồn điện lưới bị mất điện. Máy phát điện dự phòng sẽ cung cấp điện cho một số hệ thống như hệ thống thang máy, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống bơm nước, hệ thống cứu hỏa, vân vân. Vì vậy, ắc quy là thiết bị không thể thiếu để máy phát điện có thể hoạt động. Sau một thời gian hoạt động, các đầu cực của ắc quy thường xảy ra sự oxy hóa, điện áp của ắc quy thường sụt giảm. Vì vậy, việc kiểm tra và vệ sinh các đầu cực ắc quy là một việc làm hết sức cần thiết. Sau đây tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn quy trình tiến hành vệ sinh các đầu cực và kiểm tra điện áp của ắc quy. Trước khi tiến hành vệ sinh, ta cần chuẩn bị các bước như sau. Để tiến hành việc kiểm tra điện áp và vệ sinh ắc quy, ta cần chuẩn bị: thứ nhất, phòng đồ dụng cụ kỹ thuật; thứ hai, găng tay; thứ ba, giày lau; thứ tư, các thiết bị vệ sinh đầu cực; thứ năm là ampakin để kiểm tra điện áp của ắc quy. Trước khi tiến hành vệ sinh các đầu cực và kiểm tra điện áp của ắc quy, ta tiến hành chuyển chế độ của máy phát sang chế độ stop. Sau đó, ta sẽ dùng khăn lau để vệ sinh đầu ắc quy. Ta tiến hành vệ sinh thứ nhất thân bình. Sau đó, tiến hành vệ sinh các cực của ắc quy. Xem ắc quy các cực có hiện tượng oxy hóa hay không. Các đầu bịt đã được bơm mỡ, ta đậy kín lại. Sau đó, ta kiểm tra mực nước trong bình xem có đầy hay đã cạn, có hở đầu thanh chì hay không. Ta kiểm tra từng bình một. Theo từng ngăn của ắc quy. Sau khi ta đã vệ sinh xong và kiểm tra các đầu cực, kiểm tra các phần mỡ cho các đầu cực ắc quy để không xảy ra hiện tượng oxy hóa, thì các bước tiếp theo ta tiến hành kiểm tra điện áp của ắc quy. Ta sẽ dùng đồng hồ ampakin để kiểm tra và chuyển thang đo đồng hồ về thang đo một chiều, sau đó tiến hành kiểm tra điện áp ắc quy, so sánh điện áp với điện áp định mức được ghi trên thân bình. Ắc quy sử dụng trong dự án là loại ắc quy 12V 200Ah. Sau đó ta tiến hành đo điện áp của ắc quy. Ta chuyển thang đo.
điện áp là 13,7V đạt tiêu chuẩn. Khi ta đã kiểm tra điện áp cho bình ắc quy đạt tiêu chuẩn, ta chuyển chế độ máy phát về chế độ auto và kiểm tra các thông số của máy phát. Điện áp tại bộ điều khiển của máy phát là 27,6V đạt tiêu chuẩn theo nhà sản xuất cho phép. Tôi vừa chia sẻ với quý vị và các bạn quy trình vệ sinh và kiểm tra điện áp của ắc quy dùng trong máy phát điện dự phòng. Xin cảm ơn sự chân thành, sự theo dõi của quý vị và các bạn.